Cảm ơn bà Granny. Và cảm ơn một lời mời để chúng tôi đi chia sẻ với Viện Hòa Bình Hoa Kỳ về nếu gặp vấn đề về mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam và cả mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Lào, Campuchia. Và chắc chắn là chúng đặt lời chào đón tất cả các quý vị đã từ Đông Nam Á đến đây đến tham dự cái hội đối thoại ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và trong tương lai và trong mối quan hệ mạnh giữa Hoa Kỳ và các nước ở Đông Nam Á. Tôi xin tiếp tục theo sự hòa giải của chính phủ và cũng chia sẻ của sự mất mát của ngài Nguyễn Chí Vịnh, là cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là ngài là một người chắc chắn là một người quan trọng trong việc xây dựng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đặc biệt là trong việc giảm thiểu tác hại của dioxin. Và chúng tôi có bản phát biểu năm của ngài Lahi năm 2021. Trong đó thì ngài Lahi đã đánh giá cao có một số nội dung mà đóng góp chủ yếu mà ngài đã đóng góp. Đấy là ngài thư của ngài Lahi. Thưa ngài chủ tịch, tôi đang cảm ơn một trong người quan trọng ngài Nguyễn Chí Vịnh, người của tướng Vịnh của Bộ Quốc phòng, đã được phục vụ là thứ trưởng của Bộ Thứ trưởng Việt Nam từ năm 2009, là người quan trọng chính trong quá trình hòa giải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Sau hơn 40 năm và cũng gần ngày sắp về hưu, cái bài đó phát biểu một số tố trang, nhưng mà đó có một số nội dung quan trọng về ngày Chí Vịnh. Ngày Vịnh là ngày đối tác chính chủ yếu của chúng tôi làm việc trong vấn đề về hậu quả về dioxin và ô nhiễm trong cái cơ sở về ô nhiễm, và mang lại những cái việc giải quyết những vấn đề liên quan đến dioxin. Đó là người bạn. Và chúng tôi cảm ơn sự nhiệt tình đóng hồng hậu mà ngày đó dành cho chúng tôi và bản thân tôi, và khi mà chủ tịch, ngày tổng thống đến Việt Nam, mỗi cái nỗi cố gắng còn đều có quan trọng, vô cùng quan trọng trong quá trình hợp tác của chúng ta. Đặc biệt là ngài tướng Vịnh là người hàng đầu và là người chúng tôi sẽ rất vô cùng nhớ dưới ngài. Tháng 4, tôi có ân hạnh được dẫn đoàn của Quốc hội của Hoa Kỳ đến Việt Nam, nghị viện đến Việt Nam, và có được nêu các vấn đề hậu quả của chiến tranh mà ngài đã Liên Hy đã nêu bật ra. Những cái nhân viên chủ chốt của ngài Tim Risher, ngài ở đây, tôi xin mời ông Tim đứng lên. Tôi muốn chúng ta đều ca ngợi hỗ trợ của ông Tim trong nhiều năm qua, hàng thập kỷ. Ông đã làm công việc này trong bối cảnh là người thư ký của ủy ban về định khoản, và ngài đã làm việc rất là nhiều và nỗ lực rất nhiều và có nhiều nỗ lực từ khi mà ngày Lê Hy nghỉ hưu, thì ngài Tim Risher vẫn tiếp tục công việc là cái đầu mối quan trọng trong quốc gia của chúng ta. Chương trình này có được sự rất nhiều nghĩa đối với tôi về mặt cá nhân, và tôi nghĩ tại sao tôi lại để lại rất nhiều kỷ niệm, những câu chuyện bắt đầu khi tôi bắt đầu. Và bố tôi là người kỹ sư đi về nhà sau khi buổi tối, thì ông xem tối thì đó thì là về thông tin đó. Trong đầu năm 60 có những cái đoạn cảnh về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Và tôi đã có trí nhớ bố tôi, mẹ tôi. Cuộc chiến tranh đã tồn tại bao lâu ở mẹ? Và tôi hơi kể bà cả hàng tuần liền, cả hàng tháng và hàng năm.
mọi người cứ kéo dài, cuộc chiến cứ dài dài. Thực sự là rất nhiều cảm động và chúng tôi muốn cố trình nó cứ kéo dài. Và cuối cùng tôi biết được rằng là cuộc chiến tranh này, những người trẻ mà đã người đã được tuyển dụng của chính chính phủ Hoa Kỳ, và chúng tôi phải cử, lúc đó chúng tôi dùng cánh cờ xanh mà tuyển động viên, tuyển có rất nhiều cái quá trình trao đổi về về học sinh, các cái trường học. Một số gia đình của chúng tôi đến đến trường đại học. Một nội dung đó là tôi có thể là bị cử đi chiến tranh, tôi bị tuyển đi lính, mọi người đều chuẩn bị để trong nội dung đó. Đó là cái nội dung mà cuối cùng vào tháng 6 năm 1973, cái quan chức của hai bên, cuộc chiến chiến tranh đã kết thúc một năm trước khi mà tôi tốt nghiệp nhà trường trung học. Và tôi không thấy phải tôi không phải là có đối diện với cái sự mà đối diện với cái sự lựa chọn đi lính hay là tham gia quân sự quân đội. Tôi đến trường đại học với một cuộc rất là mạnh về hợp tác quốc tế, và những coi và tôi biết rất nhiều về chiến tranh. Và tôi tin tưởng biết rằng là trong một cách trong là đó là một cái sai lầm kinh khủng. Dụ mọi người rất là đều Nhìn rất nhiều người lính mất mát. Tất cả cái này đây là những cái quan quan người quan tâm mọi người thì quan tâm đến về an ninh của quốc gia. Khi tôi biết được chương trình của Leahy về để hàn gắn chiến tranh, đấy là điều phải chúng ta phải làm. Tôi muốn tiếp tục chương trình này như tiếp tục cái truyền thống của ngài Leahy, nỗ lực của ngài khi ngài đã nghỉ hưu. Đấy là tôi đã dẫn đầu cái phái đoàn của Việt Nam vào tháng 4 vừa qua. Một cái chương trình di sản của ngài Leahy là vấn đề về vấn đề chương trình giảm tỏa tẩy độc tại các vùng đất của Việt Nam, chương trình liên quan đến chất độc màu da cam. Rất nhiều tôi không hiểu vấn đề vô cùng độc hại, rồi thì di truyền, rồi gen, và rất nhiều và giải tỏa và được nỗi đau này được giải tỏa, được dàn trải trên rất nhiều miền đất của Việt Nam. Hoa Kỳ trên đã lưu trữ lại rất nhiều những cái chất này tại các sân bay, và đó bị chảy ra rồi tại sân bay của Đà Nẵng, sân bay của Biên Hòa. Việc quá trình mà tẩy độc của Hoa Kỳ mà ngài Tướng Vịnh đã hợp tác chung giúp chúng tôi đã xử lý vấn đề của sân bay Đà Nẵng trước, và đã hoàn thành được giải tỏa được vấn đề khi đoàn của chúng tôi đến Việt Nam vào tháng 4 vừa qua. Và chúng tôi đào đất kiểm tra rất là kỹ về và phát hiện những cái chất độc và tẩy độc đoàn đoàn. Sân bay Biên Hòa là quá trình tiếp theo. Hầu hết công việc ở đó là phía ở trước đó là còn 10 năm trước chúng ta phải làm, 10 năm trước sau đó chúng ta phải làm. Chúng tôi có một chương trình 10 năm, dự án 10 năm để có thể tự động khử độc sân bay Biên Hòa và tái cải tạo lại khu vực chung quanh đấy. Thì khi mà có một cái câu trích dẫn của ngài Thượng nghị sĩ Lê Hy, chúng ta không có thể thay đổi được lịch sử, nhưng cùng nhau chúng ta sẽ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ đây là một cái tuyên bố, một cái câu nói rất là đẹp và rất là và có một cái sức mạnh. Cái công tác, cái ý nghĩa của cái công tác mà hàn gắn chiến tranh, hàn gắn vết thương của chiến tranh có nghĩa là như thế đó. Chúng ta không thể nào thay chúng ta chỉ có thể thay thế được những điều gì sắp xảy ra trong tương lai. Chúng ta phải vượt qua được những cái vết đau của quá khứ.
Một khớp là chúng ta một cái mổ mặt thì chúng ta là phải xoa dịu tất cả những cái vết thương từ chiến tranh, và thứ hai và mặt kia thì chúng ta phải thúc đẩy những cái điều tích cực mà chúng ta có thể cùng làm. Nhưng mà trước hết thì nếu tôi được xin phép chia sẻ là vấn đề là xử lý tất cả những dioxin trong những cái vùng, những cái điểm nóng. Những cái điểm nóng này là có thể vì có thể gây ra ung thư, có thể gây ra những dị tật bẩm sinh từ đời này sang đời kia, thì đây là một cái tiêu chí mà chúng tôi đặt vào trong cái dự án tẩy sạch Biên Hòa. Đó là nửa tỷ đô la và một thập kỷ sắp tới thì chúng ta cần phải kiên quyết giữ đúng theo con đường mình đã vạch ra. Khi lần đầu tiên mà tôi chúng tôi được xem một cái bộ phim, cái sự tham gia của Mỹ vào Việt Nam, đấy là một cái hầu hết tất cả chúng tôi khi đã xem bộ phim đó đều cảm thấy rất là cảm động và cảm thấy cái một thôi thúc là cái thế hệ của chúng ta cần có làm, nên làm được gì đây. Và 4 năm sau đó thì tôi đã dạy cái khóa học này, tôi đã mang học sinh của tôi cho các em xem đúng bộ phim này. Thì các em đó, cái quan điểm của các em là đây là một cái vấn đề của thế hệ trước đó. Đấy là các bạn thấy cái khoảng thời gian 4 năm là nó có sự thay đổi như thế. Tôi nghĩ rất là quan trọng, những người, mỗi một trong chúng ta đều có một cái cảm nhận cá nhân riêng. Vì chúng ta đã tuổi đã cao, bản thân tôi là 66 tuổi thì nhưng mà chúng tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta cần phải giữ cái kết nối, là chúng ta có một cái ý thức bổn phận, trách nhiệm để làm như thế nào cái thế hệ trẻ hơn của chúng ta cũng hiểu được trách nhiệm bổn phận này. Giờ chúng ta đã đầu tư vào 48 triệu đô la trong những chương trình hỗ trợ những khuyết tật mà do dioxin gây ra. Chúng tôi đã đưa ra những cái chương trình hỗ trợ về y tế, cũng như là những cái chương trình mà tập luyện tập nói, cũng như là vật lý trị liệu và tập cho các bạn dựa theo những cái tiêu chí trong cái bộ luật, đạo luật dành cho người khuyết tật của chúng ta. Và thứ ba là chúng ta cũng đang cố gắng thực hiện những nỗ lực để tìm những chất nổ còn tồn động. Từ năm 1983 đến bây giờ thì là Hoa Kỳ cũng đã có một cái chương trình này, là từ 400.000 cho tới 800.000, tức là cái con số này hầu hết là có những cái bom mìn theo cụm, theo khối. Thì nếu mà các bạn nghĩ là có 800 tấn bom vẫn còn tồn tại rải rác ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam thì cái con số mà chúng ta tìm được đó nó cũng rất là nhỏ. Những cái chất nổ tồn động này nó có thể nằm đó nhiều năm cho đến khi một đứa bé, một đứa trẻ hay là một người nông dân khai thác đồng ruộng sẽ gặp phải và một đưa dẫn đến một. Vì thế mà chúng tôi đã đưa ra một cái đạo luật là cấm dùng những cái bom mìn khối ở tranh chấp Ukraine kể từ 1970. Đã có cả nghìn người đã bị thiệt mạng về những cái vấn đề mà cái bom mìn cái thể loại như thế này đã còn vướng và còn tồn động mà không nổ. Thì cái công tác mà tháo gỡ bom mìn còn tồn động này nó rất đòi hỏi rất là nhiều công việc tỉ mỉ và nhiều công sức, nhưng mà chúng tôi vẫn phải giữ nó là một cái tiêu chí quan trọng hàng đầu của chúng tôi và dùng những công nghệ cao để có thể hỗ trợ trong công tác này. Đó là một cái điểm mà rất là quan trọng, một cái thành phần rất là quan trọng trong cái công tác hàn gắn chiến tranh của chúng tôi. Và các bạn Việt Nam cũng đã hỗ trợ một cách rất là tích cực, tận tình trong việc chúng tôi tìm lại được những quân nhân của Hoa Kỳ để mang về. Hoa Kỳ bây giờ hiện giờ đang có một chương trình hỗ trợ Việt Nam để dùng tất cả những công nghệ tối tân nhất về DNA để có thể giúp Việt Nam tìm lại được định danh được những hài cốt liệt sĩ mà đã hy sinh trong chiến tranh. Chúng tôi khi mà cuộc chiến tranh ở Việt Nam
thì cái cuộc chiến tranh này nó rất là không, mà chúng các bạn cũng hiểu rằng là cùng lúc đó Hoa Kỳ, tuy là cái cuộc chiến tranh này Việt Nam nó công khai, nhưng mà có một cuộc chiến tranh chìm nó thì cũng đang diễn, đã diễn ra ở Campuchia và Lào, và cũng có một số lượng rất là lớn những cái bom khối đó còn tồn đọng, và có rất là nhiều người đã bị thiệt mạng sau khi chiến tranh chấm dứt. Có hơn mấy mươi ngàn người công dân của ở Campuchia hiện đang sống trong những cái khu vực mà vẫn còn bom tồn đọng. Lào dự đoán là, chúng tôi cũng được xem là được cho thấy là nước mà bị bỏ bom nhiều nhất trên thế giới, cũng dựa theo theo dự tính là 270 bom mìn cụm đó đã được thả ở, tức là khoảng 10 lần hơn cái số lượng bom đã được thả ở Campuchia. Và cái con số lượng mà bom mìn còn tồn đọng này vẫn còn rải rác, vẫn chưa được khám phá, vẫn chưa được khai quật lên và tìm ra được ở ở Lào. Vì thế cái trách nhiệm của Hoa Kỳ là chúng ta cần phải giúp những nước trong vùng này, cũng như là chúng ta đã giúp Việt Nam. Hôm đầu tuần này tôi đã gặp đại sứ của Lào để tôi có một cái lời trấn an ông ấy, là chúng tôi Hoa Kỳ sẽ có một cái chương trình để giúp cho Lào có thể tháo gỡ những bom mình còn tồn động. Đó là cái cấp sơ khởi mà tôi chia sẻ với các bạn. Đó là cấp sơ khởi, là chúng ta phải giải quyết xử lý tất cả những cái vấn đề tồn động về thể chất. Với chiến tranh còn một cái vấn còn cái mặt khác nữa, là chúng ta dựa đây là một nền tảng để chúng ta có thể triển khai những sự hợp tác và bao gồm tất cả mọi thành phần trong cái sự hợp tác của chúng ta, làm nó là một, nó có thể trở thành một cái nền tảng để chúng ta có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Làm như thế nào để xây dựng một cái nền kinh tế mà sản xuất ở Việt Nam, đưa ra để tạo ra được môi trường an toàn, an ninh. Thì những nỗ lực này hoàn toàn nó không hẳn là chắc hẳn sẽ xảy ra nếu như trong cái ai cũng hiểu rằng là những cái vết thương tâm lý về chiến tranh đưa ra nó rất sâu, và nhưng tôi tin rằng cái sự lựa chọn mà chúng ta đã làm đó nó tích cực, tức là chúng ta đã cùng nhau chọn cái giải pháp là nhất định sẽ xây dựng một cái tương lai tốt đẹp hơn, và dựa trên cái sự chọn lựa này để chúng ta cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Quan hệ giữa hai nước chúng ta đang phát triển rất là tốt đẹp. Thế bên cạnh cái chương trình mà hàn gắn vết thương chiến tranh, thì Việt Nam cũng tham gia rất là nhiều những cái chương trình trao đổi cấp cao, cũng như là trao đổi chuyên nghiệp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Là bản thân tôi là tôi có một cái chương trình IVLP ở Oregon, là đã tiếp đón rất là nhiều đoàn từ Việt Nam sang. Hiện giờ đó có hơn 7.000 người Việt Nam đã là cựu thành viên của chương trình IVLP, của chương trình các lãnh đạo quốc tế. Ở bang Oregon của tôi hôm tháng 3 vừa rồi, tôi cũng đã mời hết tất cả các bạn này đến thăm một cái bang mà tôi nghĩ là đây là một cái bang đẹp nhất Hoa Kỳ. Trong hôm tháng 12 vừa rồi thì tôi cũng đã làm việc để có thể công nhận một người giám đốc của chương trình Hòa Bình Peace Corps ngay vào dịp Giáng sinh để có thể hình thành và đăng cai một cái đơn vị mà Peace Corps ở Việt Nam, để cho những thành viên của đội hòa bình có mặt được tại Việt Nam. Đó là một cái biểu hiện rất là tuyệt vời cho cái quan hệ tuyệt vời giữa hai nước chúng ta. Và tôi đã được chứng kiến điều đó khi tôi ở, đó là ngoài những cái chuyến thăm mà mang tính kết là cấp nhà nước, cấp ngoại giao. Ngoại trưởng Blinken cũng đã thăm Việt Nam vào tháng 4 vừa rồi, và có những cái đối thoại ngoại trưởng đã có với giới báo chí thì tôi cũng đã được chia sẻ. Uh,
Tôi biết là có tôi biết là có một cái vấn đề mà cái câu hỏi được cần được đưa ra đấy nó. Tôi cũng rất là mừng là ngài ngoại trưởng đã đến thăm Việt Nam, và vì thế đây là cũng là một cái đường mở đường cho cái một sự kiện tuyệt vời, đó là chuyến thăm của ngài tổng thống Biden đến thăm vừa rồi, và ngài tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đồng cả hai đều đã đồng nâng cấp cái quan hệ ngoại giao giữa hai nước lên đến tầm chiến lược toàn diện. Trong tương lai gần, tôi nghĩ là ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ sang thăm Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ đón đón chào ngài. Những chuyến thăm này nhấn mạnh những nỗ lực mà chúng ta cùng hợp tác với nhau từ kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995 để cùng thúc đẩy kinh tế, cùng thúc đẩy an ninh và môi trường. Tôi xin được phép nhấn mạnh thêm những cái lĩnh vực nào chúng ta có thể triển khai thêm, củng cố thêm cái quan hệ này. Thứ nhất là chúng ta cần phải xây dựng được một cái tương lai phồn thịnh và ổn định ở trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, và được đã tạo sự an ninh cho tất cả những quốc gia trong vùng, làm cùng nhau làm việc trong khối, trong khuôn khổ ASEAN cũng như là trong khuôn khổ kinh tế của vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, để có thể củng cố vấn đề chuỗi cung ứng và thương mại, và cùng là cùng cùng song hành với nhau, chúng ta sẽ đạt được tất cả những mục tiêu đặt ra về môi trường cũng như là chuyển sang năng lượng xanh. Tất cả những thay đổi này hiện giờ đang đang diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Chúng ta thấy sự tác động ở Hoa không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn ở Việt Nam. Và hôm tháng 7 vừa rồi là cái ngày các bạn cũng nhận thấy là cái tháng mà nóng nhất trên thế giới từ ngày đến giờ trên trái đất. Và Việt Nam, Lào và Cambodia, sau khi các bạn đã nâng nâng cái năng lực của sản xuất của mình lên trong pha với sông vùng và trở thành một cái nước mà có khả năng sản xuất, có năng lực sản xuất, đồng thời là sử dụng năng lượng tái tạo, thì các bạn đây là một cái tầm nhìn mà chúng ta có thể công nhận một cách rõ ràng. Tôi tin rằng đặc biệt là vùng Mekong Delta cũng như là sẽ bị có những cái tác động từ môi trường, về cái nước mặt biển dâng lên cũng như là độ ngập mặn, những cái thử thách mà về xâm nhập trong 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 đất canh tác. Nếu mà nói về Mekong Delta thì tôi nghĩ chúng ta còn rất là hợp tác được rất là nhiều để có thể trong cái lĩnh vực ngư nghiệp đương đầu với những vấn đề rác thải nhựa biển cũng như là làm như thế nào để cái vấn đề đánh bắt cá nó mang tính chất bền vững. Tôi nghĩ đây là có một cái giải pháp và Quốc hội cũng đã công nhận vùng Mekong Delta ở Đông Nam Á, để có thể và chúng ta sẽ dùng cái cơ chế này để thúc đẩy sự phồn thịnh trong khu vực này. Tôi cũng muốn thừa nhận là không hẳn là lúc nào chúng ta cũng đồng quan điểm trên tất cả mọi vấn đề. Tuy nhiên, bởi vì chúng cơ thể chế chính phủ của chúng ta cơ cấu khác nhau, tuy nhiên chúng ta có thể dùng những cái nền tảng mà từ cùng mà những nền tảng chung mà chúng ta đang có từ trong cái khung hàn gắn với thương chiến tranh để chúng ta có thể vượt qua được những khác nhau này và đạt đến một cái kết quả chung. Cùng nhau chúng ta sẽ có thể cùng một cái tương lai mà tôn trọng quyền con người và khai thác những nguồn lực một cách bền vững. Khi mà tôi ngồi ở một cái băng ghế của mang tên ngài Lê Hy, đây là một cái biểu tượng mà nó cho thấy là đất nước của chúng ta đã đến đến lại gần với nhau. Nếu các bạn ngồi trên cái băng ghế đó nhìn ở phía bên kia thì các bạn sẽ thấy có hai cái máy bay phản lực. Thì hai máy bay phản lực đó nó không có đối đầu với nhau theo cái phương thức là nó tranh chấp với nhau, nhưng mà nó đậu song song với nhau, đậu song hành với nhau, đại diện cho cái quan hệ hữu nghị của chúng ta cùng đi cùng hướng về tương lai
một bên là máy bay Mỹ, một bên là máy bay Việt Nam. Một bên là Việt Nam, cả hai chiếc máy bay này đều bay vào trong tương lai một cách đây là một cái biểu hiện rất là tuyệt vời cho tương lai của chúng ta, bởi vì những hoạt động của chúng ta trong thời bình đó, không phải là liên quan đến chiến tranh mà là đối tác. Ở một đầu năm nay thì là ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nói giữa việc thương lượng và việc đối đầu thì chúng tôi sẽ chọn thương lượng. Giữa hội đàm và xung đột thì chúng tôi sẽ chọn cho hội đàm. Giữa hòa bình và chiến tranh thì chúng tôi sẽ chọn hòa bình. Thương lượng và hòa bình. Nếu chúng ta đã cái sự thất bại mà chúng ta đã không chọn những cái giải pháp này trong quá khứ đã dẫn đến đã, và vì thế con đường mà hiện giờ chúng ta đang đi là sẽ dẫn đến một cái tương lai tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn thượng nghị sĩ. Cảm ơn ngài thượng nghị sĩ, xin cảm ơn cho vai trò lãnh đạo của ngài và cảm ơn và cho buổi phát biểu của ngài với cho phép ngài. Con xin cho phép được trao đổi một số nội dung để trao đổi với ngài. Nhất là ngài trao đổi về ngài đã bảo chữa cho một số người hợp tác cùng một số người khác về trao đổi vấn đề đồng bằng sông Cửu Long, ở đồng bằng sông Cửu Long. Làm sao những cái mối lãnh đạo quan hệ lãnh đạo đó có thể thúc đẩy sự hợp tác của với Việt Nam, lại cùng với Đảng Cộng Hòa để cùng phát triển về chính trị Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ cái cơ hội mà cùng có lợi. Tôi nghĩ về những cuộc chiến tranh ngay từ bây giờ, ví dụ như vậy, những gì tôi thấy ở Việt Nam, những là Việt Nam phát triển nhanh chóng đấy, về nền kinh tế, phát triển kinh tế, thì tôi đi từ các cuộc gặp một số cần này đến cuộc gặp khác, một số thì mọi người đã chỉ ra một mục tiêu là phát triển kinh tế, trao đổi với những cái quốc gia khác, Đài Loan và Hàn Quốc, Nhật Bản, đó là điều kiện được cầm khoảng đầu tư rất là to lớn, rất là lớn để xây dựng cái tăng cường củng cố cái dây chuyền cung ứng. Việt Nam cũng rất quan trọng quan hợp tác với kinh tế Hoa Kỳ, và chúng tôi cũng có quan hệ rất là mạnh với Việt Nam, nhiều công ty của Việt Nam, Hoa Kỳ ở Việt Nam đã đang đang quan xem xét việc trường chuyển cái dây sản xuất. Một phần có thể là do ảnh hưởng của bên của Trung Quốc, và chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam á. có thể là để cái Việt Nam làm sự lựa chọn. Cái điều này xảy ra rất là nhanh chóng. Tôi rất ngạc nhiên bởi với mức độ phát triển mà tôi thấy phát triển con đường cơ sở hạ tầng, con đường tàu ngầm, và cũng rất phát triển rất là nhanh, và tôi cũng muốn phát triển điều đó, điều Oregon của chúng tôi. Đó là rất là khích lệ tích cực với sự an ninh của khu vực, với sự năng động của khu vực Đông Nam Á, có rất nhiều cơ hội ở đó. Mọi người trao đổi về giai đoạn mới của thế giới mới của chúng ta, từ việc nâng tầm quan hệ, từ việc hợp tác chiến lược toàn diện. Một số cái vấn đề chúng ta sẽ phát triển, tôi muốn được biết thêm một số cái trở ngại trong quá trình chúng ta để thúc đẩy với việc chuyện đó có thể lên cao hay xuống, nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ gặp những trở ngại, theo quan điểm của ngài là như thế nào? Tôi đã nói về một số với cái vấn đề tích cực, cái chương trình hậu quả chiến tranh,
có thể là một cách giải quyết có thể là rất là hữu dụng tốt cho nhiều người. Đó là một nền tảng để chúng ta cái sự đối thoại này đã kết nối sự trao đổi đó, cái nơi đó như vậy giữa thượng nghị sĩ Leahy, ngài Tim Laser và những cái những lãnh đạo của Việt Nam, những cái mối hữu nghị đó, tình hữu nghị sẽ được xây dựng, đã được xây dựng qua nhiều thời gian, rất có nhiều quan hệ tốt, nhiều ý nghĩa để cùng với chương trình này, mối quan hệ đó sẽ được xây dựng trong tương lai. Về những thách thức, mỗi một vấn đề đều rất là khó khăn, đều phức tạp, không có gì là dễ cả. Những cái gì dễ thì đã được giải quyết rồi, nhưng mà bây giờ có thể là cái kinh tế về cái an ninh không có gì là đơn giản. Chúng ta phải mở mắt ra để mà mở rộng tầm nhìn. Một vấn đề khó khăn nhất mà chúng ta có lẽ gặp phải, hai cái quốc gia có cái cách tiếp cận khác nhau về cái vai trò của người công dân, về vấn đề về tự do ngôn luận, về cái quan điểm, về những quan điểm về các vấn đề. Chúng tôi hai bên quốc gia cũng có nhiều chính phủ có nhiều cái sự trao đổi về lĩnh vực đó, là sự thuyết phục rất là hay. Và có điều những gì mà quan trọng nhất đối với ngài là gì? Tôi cũng chúng đánh giá cao vai trò quan trọng của ngài và của ngài là thượng nghị sĩ Leahy, thượng nghị sĩ John McCain, thượng nghị sĩ Leahy, John Kerry trong quá trình đóng vai trò rất quan trọng trong 50 năm của quá trình hòa giải. Ngài thấy cái mối quan hệ đó sẽ phát triển như thế nào tiếp theo? Những cái người đó, các thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, John Leahy, họ làm rất tuyệt vời để suy gì phát triển quan hệ này. Ngài McCain, John Kerry đã đến Việt Nam, đã trải qua cuộc chiến tranh Việt Nam. Thượng nghị sĩ John McCain đã ở trong thời gian khó khăn ở Việt Nam. Những người đó đã được trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh và đã xây dựng cái mối quan hệ về tạo ra cái cơ hội, con đường xây dựng quan hệ Việt Nam. Những cái điều của tiếp theo là gì? Những người mà chưa được thực sự chiến tranh ở Việt Nam, tôi là người không tham chiến, nhưng mà tuy nhiên tôi cũng có những cái quan điểm rất là mạnh về cái chuyện chiến tranh này. Nhưng mà đối với học sinh của tôi á, chỉ có 4 năm sau tôi cũng là 4 học sau tôi 4 năm thôi, nhưng mà chúng ta cần phải mang cái sự kết nối này để đảm bảo rằng là chúng ta giữ cái nền tảng đã xây dựng rồi đó cho vững chắc, và lấy cái tầm nhìn mà đã được xây dựng rồi đó để làm như thế nào mà những thế hệ thượng nghị sĩ hiện tại này, phải càng nhiều thượng nghị sĩ sang thăm Việt Nam, sang thăm Campuchia và tham gia vào những cái khung như là khung ASEAN đó. Là đối với tôi đó là những vị thượng nghị sĩ mà hiện giờ mà đã đi cùng đi với tôi như ông Chris Holland đó, thì cũng ông ấy cũng là đồng trong cái ủy ban mà về Đông Nam Á, thì cũng hiểu được điều này. Và thượng nghị sĩ Kuhn cũng vậy, ông ấy là trong cái ban mà ngân sách, ủy ban ngân sách, thì cũng cùng với sự hướng dẫn của thượng nghị sĩ Leahy và Tim Ricer là cố vấn thâm niên, và Chris Kuhn, thượng nghị sĩ Chris Kuhn, ông ấy cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề mà hỗ trợ những cái chương trình mà hiện đang thực hiện này. Thì tôi tin rằng còn rất là nhiều điều nữa, còn rất là nhiều những cái cuộc đối thoại nữa liên quan đến vấn đề an ninh, kinh tế và môi trường sẽ vẫn tiếp tục diễn ra, để mang cái kết nối này ngày càng vững mạnh hơn.
cũng như ngài đã chia sẻ đó, cái giai đoạn công tác mà hàn gắn vết thương giữa Hoa Kỳ và Mỹ, đây là một cái quy trình mà dài dài nhất trong những cái, trong cái thời đại mà trong thời đại này, có nghĩa là đã 50 năm, tức là đi từng bước một. Khi mà chúng ta nhìn đến những cái xung đột chung quanh thế giới hiện nay thì theo ngài nghĩ thì ngài có thể đưa ra một cái lời khuyên nào cho các lãnh đạo của các nước đấy để làm như thế nào họ có thể có thể xử lý hoặc là có một cái tư duy như thế nào về chiến tranh và hàn gắn. Bây giờ để cái câu hỏi này cũng như tôi đã chia sẻ với chị, đó là năm 73 là lúc mà Hoa Kỳ và các bạn thấy là bây giờ là tháng 6 năm 2023 là 50 năm đúng không? Chính xác, chính tức là nửa thế kỷ cũng những cái công việc mà chúng ta đã thực hiện để thiết lập những cái chương trình trong cái công tác hàn gắn này, trong cái nỗ lực hàn gắn này. Cái quan hệ mà khi mà tôi lớn lên á, là tôi nghe nhiều nhất á, đấy là cái quan hệ mà hàn gắn của Đức về chiến tranh thế giới lần thứ hai. Và có những cái chương trình mà Muscle đó làm như thế nào cũng đã lập ra được những cái hội đoàn ở Đức để đẩy mạnh những công tác này. Thì bây giờ chúng tôi có, hiện giờ chúng ta biết như thế này, những nước á, mà đã có xung đột thì lãnh đạo thường là họ đưa nâng họ họ nhấn mạnh cái sự quan trọng của cái tính nhân văn về nhân loại. Tôi nghĩ đây cũng là một điều thật đã diễn ra trong những trong xung đột của chiến tranh thế giới lần thứ hai và xung đột ở Việt Nam. Khi mà chúng ta trong khi mà chúng ta đang tham chiến thì chúng ta chỉ nhìn nhau qua cái ống kính của khẩu súng của đúng không? Của thì rất là khó để mà chúng ta có thể nhìn được cái con tìm thấy được cái con người đằng sau mỗi một cái hành động đó. Thì khi mà chúng ta dừng lại để nghĩ rằng là thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải cố gắng kềm chế cái cách mà vệ trợ minh lãnh đạo ở cấp lãnh đạo á, làm như thế nào coi như là nhìn một sự việc dưới cái ánh mắt là không có nhân văn. Thì tôi nghĩ là trong quá khứ có những cái cầu nối đã được hình thành. Cuối đầu lúc đầu nghĩ là việc này là không thể nào thực hiện được, mà những cầu nối này đã hình thành và chúng tôi biết rằng là việc này có thể thực hiện được dù trong bất cứ một cái tình huống nào. Và cũng chính những cái cầu kết nối này là một cái động lực để chúng ta có thể cùng dẫn đến được, cùng ngồi xuống để mà nói chuyện với nhau và vạch một cái định hướng trong tương lai để làm như thế nào để gây dựng cái quan hệ hữu nghị. Thì tôi nghĩ cái điều quan trọng nhất đối với tôi, vai trò của tôi ở ở Quốc hội là cái quan hệ của tôi với Thượng nghị sĩ Hatfield. Thượng nghị sĩ Hatfield là một trong người thành viên lúc đó ông ấy là thuộc phục vụ trong hải quân đã thả bom ở Hiroshima. Thì ông khi thì sau đó thì và thượng nghị sĩ ông cùng với thượng nghị sĩ Kennedy là ông cũng đã đưa ra một cái nghị quyết liên quan đến vũ khí nguyên tử. Thì đây là một cái hiệp ước mà sẽ có giá trị gần cả nghìn năm. Thì các bạn thấy là bây giờ chúng ta nhìn đến Trung Quốc đúng không, thì chúng ta thấy rằng là trong cái con đường này, nếu mà từ văn phòng của tôi mà sang đến cái buồng mà cái phòng đến cái khoang làm việc của các thượng nghị sĩ, thì chúng tôi đều đi ngang cái hiệp ước hòa bình này. Thì có nghĩa là khi mà chúng ta thấy mỗi có một con người nào đó mà cái họ kiên quý cái tiêu chí cái nguyện vọng của họ là nhằm để xây dựng hòa bình và tìm mọi cách để tìm một cái người đối tác để có thể
cùng hợp tác với họ thì lúc nào chúng ta cũng sẽ dẫn được đến những cái tương lai tốt đẹp hơn. 15 năm trước khi tôi được đắc cử vào thượng nghị sĩ thì tôi đã định cái cây đó, đó là một cái cây cao nhất ở trong cái khu công viên đó, nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái tầm tầm nhìn mà nói là chúng ta đạt được hòa bình, đạt cái thời thời hạn mà chúng ta làm nó sẽ được đạt được hòa bình nhất. Nhưng mà cái theo tôi nghĩ một cái cách nhìn khác hơn là đừng có nên chúng ta sẽ không không hẳn là chúng ta cần phải đạt đến hòa bình nhất, nhưng mà chúng ta đừng có nên có nhiều kẻ thù nhất. Đó cũng là một cách nhìn. Thì đây, để làm được điều này thì phải chúng ta phải những cái quan hệ của chúng ta nó phải mang cái tính hữu nghị để cùng tiến tới một cái tương lai phồn thịnh. Thì để làm được điều này thì chúng ta cần phải có những hội đàm cũng như ngài thủ tướng nói, tức là phải chọn sự hợp tác hay hơn là xung đột. Xin cảm ơn thượng nghị sĩ, xin cảm ơn thượng nghị sĩ đã tham gia buổi hội đàm, đã dành thời giờ cho chúng tôi.